Hôm nay tôi nghe ông bô ớt ứng này nữa nè. Nói tối ngày nói vậy đó. Ứng hoàng không như đám giặc con ơi. Mấy bà kia nói ông đang bị được đau ức này khổ sống là tạm ứng dùng kỳ nước chết thì chết lại ứng hai ba lần. Ông Tư nè, nay mấy chị em lên tắm ông Tư nha. À quán cũng vậy, à, quán bà hậu à. Chào quý vị khán giả Trường đang có mặt tại Củ Chi. Đây là xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì bữa nay các anh chị Loan, chị Phụng, anh Linh, Trường đi lên thăm ông Tư, là cái ông già mà mấy năm không có cắt tóc đầu râu á. Thì từ cái bữa mà tắm cho ông rồi đưa ông đi đi chơi cho tới nay thì cũng đã gần một tháng rồi. Thì bữa nay anh chị em mới quay lại, thì trước đó thì chị Phụng cũng lên ở đây cũng có ghé thăm ông một vài lần gì đó, nhưng mà bữa nay thì đi chung với đoàn thì mới là lần thứ hai sau cái đợt cắt tóc đó. Lần này là lần đầu, trước đây là chị Mít, chị Năm Mít. Chị Năm Mít chào khán giả. Năm Mít đây là anh Linh Gòm. Rồi bây giờ thì nãy chị Loan có ghé mua mùng mền chiếu gối cho ông rồi. Giờ vô coi cuộc sống của ông sau khi mấy anh chị em thăm thì có gì mới không ha. Rồi mấy anh chị em đã tới nhà ông Tư rồi quý vị khán giả ơi. Mấy ông có nhà đâu. Ông đang ở trống kìa. Hôm nay bà Sáu ra làm gì nè, đây bà Sáu là em gái của ông Tư. Dạ con chào bà Sáu. Chào bà Sáu nha. Bà đang làm gì vậy? Đang đục mấy cái vỏ dừa ở xóm á, ta đem ra ta bỏ đây nè uống. Ở đây đất mình hả? Đất của ông ngoại. À đất ông ngoại. Bỏ ra làm gì thì. Rồi 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 mấy cái mồ mả đó là sao vậy bà Sáu? Mấy mồ mả của ông bà không đó. Ồ vậy hả? Chôn ở trong đất vườn không vậy ha? Bé đi. Ồ. Đi đường nào cô Sáu vô được. Nãy cô chưa có làm cái đường đi nó đi đỡ chỗ này được không? Chà nó té quá không được. Chà. Dạ. Căng à. Dạ. Cái đường vô nhà ông đường vô nhà ông Tư là không có đường vô. Đó, mình phải bước qua mấy cái chỗ này nè. Không được. Rồi bà Sáu đang lấy cái mấy cái cây để ra để bắt cầu cho chị em mình qua. Dạ, dạ em cảm ơn cô Sáu. Rồi cảm ơn bà Sáu. Dạ được rồi cô Sáu. Dạ dạ. Ai lo cho anh mình mà giờ phải cảm ơn nữa. Dạ. Thôi bữa nào bắt đẩy cái cầu bê tông qua bà Sáu ơi. Trúng số cái chị làm liền luôn. Dạ trúng số làm liền luôn ha. Làm như mấy chú lắm mà. Yeah. Tôi còn làm không ra tôi có đâu làm vậy. Dạ. Ủa giờ bà Sáu là đang ở với con hả? Ở với con trai. Dạ. Dâu đứa cháu đầu đầu. Mà cái hoàn cảnh của cô Sáu mình mong dữ lắm. Mình mong dữ lắm hả? Cô Sáu phải nấu với con là ăn riêng. Ồ vậy hả? Nấu ăn cô riêng. Cô Sáu thì nghèo. Rồi cái ở ở với con mà. Thì ở với con mà đó giờ đâu có đủ lương vậy. Chung nhà chứ không chung nồi. Ở chung nhà nhà chứ không chung nồi. Rồi cô Sáu mới nấu với con cô Sáu. Dạ. Là bây giờ công chuyện của má còn nhiều lắm. Má ăn chung với con. Má không có phụ con được. Rồi mai mốt con nghèo tội nghiệp cho con. À. Má thì có cái cốt nghèo sẵn rồi. Dạ. Hồi giờ tụi con á, má làm cho cái xuồng. Dạ. Ráng làm cho cái xuồng nhà lên chỉnh căn ha. Dạ. Bữa nào má cháu vô chống coi. Dạ. Tụi con ráng hoàn tiền tặng tôi bỏ vô. Dạ. Rồi bà Sáu ở đâu? Ở trong Tân Quế á, gần quỹ không có, nhưng mà cái nhà đó, cái nhà của bà Sáu nhà là ở hiện bây giờ ở trong luôn. Là, ở chung trong nhà, ở chung trong nhà của con hay là ở chung trong nhà của con. Rồi vậy là ở chung nhà nhưng mà khác nồi đó ha. Ừ, khác riêng nồi. Dạ. Tại vì tôi cũng nấu cho con dâu nó nghe để nó buồn. Dạ. Sao mà má mình bà nghèo mà bà cưới mình về bà bỏ mình. À. Ở công chuyện của má anh em má còn bề bộn dữ lắm. Dạ. Mà má thì má bỏ không được. Dạ thôi để má chắc con cháu con cũng hiểu bà Sáu rồi. Đó. Rồi nãy nó nghe điện thoại cái nó
con Sáu đi đám dỗ. Dạ. Nó chạy nó đi kêu về, cái nó con về con quậy cho bà xa, cho má ly cà phê đi. Dạ. Gạch đá bỏ vô đùm nam ra cho cậu Nam. Dạ. Nó về nó quậy cái sách đi nãy giờ. Dạ. Rồi. Cùng vô tới là mới rồi khó bà Trăng về hạ sống giờ con. Nút nhang lại. Bị bà Trăng lửa, cho ông Trăng lửa. Bà Trăng lửa, ông Trăng lửa gì ông Tư? Ông Trăng bên dưới lắm. Trời ơi, làm gì đốt nhang đây nữa. Ông lại mình bị cụi đúng đúng nước rồi. Tà ma, năm nay con sao sống đây chứ con phải sống lộn hồng ma. Hồng ma cho quê chết. Ứng hai ba lần ứng rồi. Lai hồng ma không là ứng rồi. Con phải đi giờ giá đi đồng được, con phải giá niệm Phật. Đó, con niệm Phật đó, con nhớ lợn tư dặn mà. Niệm Phật Bồ Tát cho tà ma đừng ghẹo. Ừ, cho tà ma đừng ghẹo. Tại đảo ứng này, cái rút là ứng nhiều. Ông Tư. Hôm nay ghẹo hả? Có khổ, có hàng giờ nuôi nè. Hào quán. Như Hệ Minh đó, ưa đọc. Hai ông ăn có cái lồn. Bảy. Quần cay con quá luôn. Bảy. Bảy ông Tư đừng nói tục. Còn đâu biết, có hai ông già ở trận này nè. Đó là bảy mang tội. Bảy mang tội chứ ông Tư. Có. Ông Tư ơi. Quần trần trần này nè. Ông Tư. Rồi nè, nó bô là con đâu biết. Nó bô, hai chiếc. Còn vô chiếc trước bô là không biết khác nhau. Con tức, bốn ông dùng lỗng. Có dùng hai ông ăn có lỗng. Lúc quần chai tua chứ. Sao dùng ăn mới bỏ vô đó đó. Con không biết là quê là con đậu ma đúng thứ cho bê mình mới giờ ra mới đổ cà phê ra. Cái này là bà Sáu đốt nhang hay ổng vậy? Ổng ha. Năm nay sống thì đúng rồi đậu nó mua đậu nhang bằng khi đốt em thứ còn bê mình bê mấy nghe đáp rồi mới nó hát đúng thứ còn mới ông giờ mới ra dưới quê tổ chỉ có bộ tâm hát không ông giờ sống thì chắc giờ bác chỉ bộ tâm hát chỉ tổ bộ chó. Con muốn ở chờ lát ông cho ba giá đồng nhang giá tổ bò thôi. Dạ, vậy con giá nó vậy đó, con dạy con giá gì giá nấy gì đó. Dạ. Ừ, nó mua ra tự nhiên như đẹp Phật rồi đó. Quen tổ bò khá khỏe rồi, nó dạ. Nghe Trần Minh thì nó khá khỏe còn dễ về tiền ghé hay không? Ông năm nay dưới tổ bò, tổ chó, đồ bến này, còn ông trai tôi không? Ăn uống giấc giả không con? Dạ. Họ con nè, con mua mùng, mua mền nè. Hả? Con mua mền, mua chiếu, mua gói. Con chỉ còn hàng. Con mặc chi kim bên Mỹ, con mua đồ cho ông. Giấc giả nơi cái nhà ông sinh này không còn. Ông chi chí ra làm mọi nó hàng tối á. Nay giờ có hai đại hát rồi con, chịu nghe. Đây. Cái này là đồ quê đó mua đi bán cho ông Tân. Cái này như mà cô Sáu cũng học lắm. Ủa sao? Dạ chào cô. Dạ chào cô. Cô Sáu này, cái chị kia bên Mỹ á, nhờ con mua nè. Mùng mền chiếu gói, cái xô bự u đựng nước cho ông Năm là cho 100 đô, mà con mua hết 570 ngàn rồi. Còn lại 1 triệu 730, hồi con gửi lại cô. Đây này cái xô này bà Sáu. Đó, cái xô này á, Sáu rửa sạch sẽ. Để đây muốn nước cho ông. Có hai viết trước môi kẹt như ba nhát trong á, ngồi xuôi ba nhát luôn, cũng ba nhát luôn. Khổ quá. Ba nhát luôn đúng luôn. Ngồi xuôi hai viết trước môi, còn xuôi viết rồi. Con mua hết 570 ngàn. 100 đô được 2 triệu 3, mà con mua hết 570 ngàn. Là 600 nè cô. Đó là còn 1 triệu 7, 30. Con gửi lại cho cô. Là chị Kim cho. Dạ. Nói vậy, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luôn. Dạ. Thì con mua đồ ăn rồi kia cho ông. Dạ. Được rồi. Anh em thì mới khai tráo rồi, còn có ba anh em nhỏ thì. Nó còn ráng còn cự không? Ở đây còn chừng ráng cự không? Ông thì đi phải còn chừng nó sao? Hai coi cái khóa còn hai giếp. Hôm nay năn nỉ về trống không? Chết bội đó. Ông thứ tư chứ ấy. Đồng tư mà thứ năm. Quá đồ tù hạ. Tên tư nhưng mà thứ năm con là bồ.
trao đổi cho bò tầng tầng gì nè tại vì nhà cháu mình một nhà mà từ từ chị Tư á cái bên cha thì chữ Tư mà ở bên mẹ là chữ Năm. Dạ, ông thứ năm, là ông năm hả? Ừ. Khác cha dạ, anh kêu Tư không hả? Không á, ông tên Tư đúng rồi. Là... Ừ. Ông tên Tư. Sao sắp đâu nè, không biết sao bên xuống huyện rồi biết tiền đâu em là chú á. Để vô huyện rau đâu á. Ông Tư ơi, ông Tư nghe nói nè, hôm nay chị em lên tắm ông Tư nha. Ừ. Nha. Thôi đừng tắm. Sao vậy? Ông Tư tắm đi ông Tư. Không có tắm. Sao vậy ông Tư? Thì nước hạ ông tắm hoài gì vậy? Tư tắm đâu mà giờ tư dơ tư bị dính tư nữa giờ tại ăn cỏ rồi giờ gác bộ ăn cỏ rồi cỏ rồi chứ dơ rồi đâu sao mà còn dơ mà ông Tư không ăn mà ông Tư ăn cỏ sao ông Tư ăn cỏ buồn người ra nghe nó hành cỏ ra ăn cỏ ngoài công quả nó không ngoại ai nói hành ông Tư hả ai nói hành ông Tư thì nó hành tối cười chế rồi ai cười đâu sợ ông sống chết được có hai vợ chậm năm nay tôi nghe ông bô ứng người nữa nè nói tối ngày nói vậy ứng hoàng như vậy lắm giặt con ơi mấy bà kia nói ông đang bị được đau ứng người khổ sống người ta mà ứng dùng kỳ nước chết thì chết lại ứng hai ba lần ông Tư nè hôm nay mấy chị em lên tắm ông Tư nha à quán cũng vậy à, quán bà hậu mày con với bà ba hậu ông trong quán con nói khùng cứ hứa khùng rồi con con cái một đi con mấy cái người mà ông đang kể đó là mất hết rồi hả mất hết rồi chết rồi khổ con ký con á mà cái hoàng quỳnh quỳnh đá một kỳ một bé đây đây cũng quỳnh nào nghe ông Tư ơi quỳnh nè quỳnh cầm quỳnh bá quỳnh khiên quỳnh vào một cốc thì khiên ra gò mấy bà con hoàng quỳnh đá một kỳ lúc vợ chồng lắm vẫn vợ chồng ông Tư ông có nghe cái bài thơ chưa? Không có quỳnh bà quỳnh nghi quỳnh cà quỳnh bá quỳnh tư uống vào một cốc rồi kim ra gò con ông đi nè để uống ly rượu nè thôi. Ông muốn con tướng rượu không hả uống rượu thôi không uống mua rượu về con ha bia chết rồi mà chết giấc giả kêu hồng quỳnh giá hồng quỳnh trời ơi con có giấc giả đâu con hồng quỳnh có giấc giả thì ông Tư giấc giả cái hồng quỳnh này nó khó đây nè hồng quỳnh hai hồng quỳnh đó quỳnh nè quỳnh đá quỳnh bé giờ chồng bây giờ qua chợ bây giờ qua lên mà giờ ông uống hay con uống giờ con thèm mà uống à thôi con uống giờ con uống không Tư uống coi sau rồi sống rồi khỏe rồi đậu uống rồi coi sau giờ đã nha giờ qua giờ qua chợ có ông Quỳnh nè có ông Tư mà cỏ không hả ông bé bụng chứ trực tiếp đó ông Tư mà cỏ giỏi ghê đúng không thì đó mà dám giúp mẹ ba má cỏ sạch tại mình ở đậu đó không có còn à mới ráng làm vậy không có kêu làm không? Đâu trên giang là ba có với coi sạch đừng có trồng cái mì ra phai á. Dạ. Rồi thôi vậy cũng được. Này nè. Dạ. Không mần nè, không mần rau làm tiền giờ không có. Dạ. Mần rau biết rẻ mắt nè. Dạ. Ông cứ việc trồng đi, mấy con lên mua cho. Giá gạo mười mấy ngàn ký bò 4 triệu con. Dạ. Vậy ông biết chứ? Vậy ông biết bò bao mười mấy triệu con biết mà. Vậy là ông nói chính xác rồi. Sống dâm mấy cái mì ra phai vậy đó cái mì. Nè mấy con đem bánh lên trong nè ông Tư. Rồi hả? Ông cứ kỳ cúng giái đi hả ăn nha. Ừ. Dạ. Giá ông cố ông nội con đi ăn. Chủ đó khỏi lo. Bánh mì ông giá ông nội cố con đi ăn nha. Cúng giá ông cố. Dạ. Ông Hoàng Quỳnh, bà Hoàng Quỳnh. Ừ, ông Hoàng Quỳnh, bà Hoàng Quỳnh. Cháu đưa ông Hoàng Quỳnh đá ông kỳ bé. Dạ. Nó đi kỳ cục vợ chồng. Con nay tạm với con về đây có bà ba hầu con à. Dạ. Nó trùng quán. Dạ. Họ ai không còn chơi đúng. Dạ. Sống cái quả kỳ súng vợ con không lắm dẫn vợ con. Dạ. Đừng nghe vậy thôi. Dạ. Khổ là kỳ lắm. Ông khùng luôn ông còn cỏ tay nè, mà mất cỡ nó tay ông nè, thấy chưa? Trời ơi, tội nghiệp ông chưa? Mình chú vậy. Giờ tật hơi mất cỡ luôn nữa. Nhúc nè ông Tư. Ông thấy ông là mất ba mất cỡ rồi mà, sao khỏe rồi. Khui hai ba chai. Ông niệm Phật đi hú ông Tư. Niệm Phật đi hú ông Tư. Niệm Phật đi hú ông Tư. Dạ, đầy lại. Uống hết đi. Uống hết đi ông Tư cho khỏe. Nãy ông Tư cắt nước rồi. Dạ. Ông Tư bánh mì cho ông Tư uống nước vô cho ông Tư. Dạ. Chết rồi còn có gì cho con ông Quỳnh gì dữ ta? Ông Quỳnh đá một kỳ rồi. Dạ. Bé khó quá. Ai mua nhang cho ông Tư vậy? Ừ. Đâu hả? Chị Sao Điếc mua với hai giờ giá đồn giá rồi chứ. Ông kêu tôi chị Sao Điếc không? Giá nhang, giá ông có, giá buồn, giá ông nội Quỳnh và nội Quỳnh. Dạ. Qua tay nặng khổ rồi coi vụ đậu ấm này ra sao đây. Dạ. Tạm ứng nhiều lắm coi giờ đi. Đốt nhang nữa. Giá tạm nhiều quá hay không? Hả? Đốt tối ngày vậy nha. Quần dữ lắm. Hãy rút ra
nhiêu là đúng. Ông Tư thấy chưa, hôm nay tôi còn bận bộ đồ này, tới nay ông Tư còn bận bộ đồ này, tới thời nghiệp ông Tư không? Nếu vậy đâu bằng thay. Vậy họ thay đi ông Tư. Rồi. Thay mà. Vừa thành bận thành cọp. Ông giờ thành bình nhân cũng vô. Bữa nay ông Tư xuống con đi. Ông cọp mấy tóc cùng ông cùng ông. Nghĩa. Thay ông cọp. Ông cọp với ai tóc mà ông cường chúng con kêu ông bằng ông. Bữa nay ông Tư xuống con đi. Xuống con chơi vài bữa gì à? Ừ. Chúng con chơi vài bữa vậy đi lên chợ. Chồng mình không đi mất cỡ, còn kia chơi mất đâu có ông đi mất cỡ, tên ông Tư bữa con chấp nhận nuôi ông mà. Đi ông Tư. Ở trên kia có ông Năm. Ở trên nhà chị Loan có ông Năm. Trên mất cỡ ông lần cầm. Rồi hai ông lên quýnh cờ. Mất cụ phép ông buồn quá trời, quần ông ra chết sống trên bùa phép không. Vậy hả? Bùa phép tổ là bỏ chó. Kêu đi đâu ha? Đây con giá chưa? Con giá chưa nè? Đổ chó bà hả? À, ông Tư thường giá sao dạy con giá coi. Hả? Dạ dạ giá. Ông nội Quỳnh Bình, ông Quỳnh Bình. Ông nội Quỳnh Bình ơi Quỳnh. Đó rồi. Hộ độ. Hộ độ. Chui kiến cho cái gì Tư, cái gì Tư, gì Tư quên rồi. Ông Tư họ gì quên rồi. Dạ rồi. Không là họ theo mẹ đó. Dứt dạ luôn. Không dân Tư đi cho tay qua nè, khỏi nha, khỏe quá nha. Tâm gì thôi kệ con. Đâu Quỳnh không già, không Quỳnh có giá Quỳnh chứ. Quỳnh Nhân Tư. Ở nhà phép rồi ông ra coi trường hướng có phép bỏ chó không à. Mười cung giấc mười mùa ba ngày con cái hôm cái bằng tiền thiện lại mà con mất cũng bỏ luôn ta luôn ngoài ai đâu mất rồi nào mất rồi nào mất rồi nào phá nhà mất thở mà là quá bây giờ ra nước thở nước nè đi ra nước thở nước thôi đi ra nước thở nước thôi 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 không phải nãy cái đường đó chị em mình qua được mà ông đi qua được á nè trời ơi dội lên cao mà cái này giờ cắt xuống phân nữa chị Phụng bước chưa qua nãy chị vô bằng gì vậy em vô đường đó đó em đừng nói một em mà em với ông Cường là đi thay đường là đi đường đó trời ơi em là dắt máy quay phim chứ không em cũng bay qua đây vậy được không đó được dính lại cái háng ông ấy mà thuốc mà anh hỏi có biết thuốc đâu dạ rồi bữa nay lên thăm ông Tư nhưng mà ông nói là không có chịu tắm với lại bữa nay là trời cũng hơi mưa gió nên là chắc thôi cũng mấy anh chị em về thôi lên thăm ông cái gì thì còn đi một số hoàn cảnh khác nữa nên là thôi được xin kết thúc video này ở đây ha tạm biệt quý vị khán giả.